Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn thêm một món dùng để ăn sáng nữa, đó là cơm chiên trứng. Món này ăn ngon, đơn giản và dễ thực hiện nữa. Thì sau đây xin mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện nha. Rồi để làm được cái món này thì ở đây mình chuẩn bị là cơm nguội. Mình sử dụng cái cơm nguội mà sau những bữa ăn mình ăn không có hết thì mình lấy ra mình dùng. Vừa tiết kiệm và cũng đỡ tốn thời gian nữa. Rồi mình sử dụng là 2 chén cơm nguội và 2 cái trứng vịt. Thì nếu như mình thích trứng gà thì mình sử dụng là trứng gà. Rồi cái phần gia vị thì rất là đơn giản là các bạn. Hầu như ở trong nhà bếp mình đều có hết. Và một muỗng hạt nêm, một ít tiêu, vài cọng hành lá và 2 muỗng nước mắm. Mình sử dụng là 2 chén cơm, 2 trứng vịt thì mình sử dụng là 2 muỗng nước mắm luôn. Và thêm một ít đường. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái hành lá này ra. Mình không sử dụng tỏi thì mình sử dụng là cái đầu hành lá này làm tỏi. Mình sắc mình bỏ riêng ra để chút nữa mình phi. Còn cái lá hành thì mình bỏ vô sau. Cắt hành xong rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ sang một bên. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần trứng. Phần trứng này là mình không có đập trực tiếp vào trong cơm. Mình để riêng và mình cho một ít gia vị vào đây. Và mình mới cho vào cơm sau. Mình dùng trước là nửa muỗng hạt nêm và một ít tiêu xay. Cái phần tiêu xay thì các bạn cũng có thể là tăng thêm hoặc là mình giảm lại nha. Rồi thêm một ít đường nữa, khoảng là 1/3 cái muỗng cà phê này nè các bạn. Rồi cái phần trứng thì mình để sang một bên. Rồi tiếp theo cái phần gia vị thì mình cho vào cơm mình trộn. Nhưng ở đây là mình không có trộn trực tiếp vào chung cơm, để cho cái hỗn hợp này nó được tan đều á, rồi mình mới cho vào cơm. Rồi cho thêm 2 muỗng nước nữa. Các bạn cũng có thể là dùng nước lọc á, mình dùng nước sôi để cho cái phần gia vị này được nhanh tan hơn. Cái phần hỗn hợp này nó đã tan đều rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong cơm. Cơm đã được trộn đều với phần gia vị rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi mình xào trước cái phần cơm này. Bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đây là một ít dầu ăn. Cái lượng dầu ăn vừa đủ mình phi cái đầu hành lá ha các bạn. Nếu như mình thích dùng tỏi thì mình cũng có thể là băm tỏi thêm đó. Ở đây sẵn có cái đầu hành lá thì mình đem ra mình sử dụng luôn. Mình phi cái đầu hành lá này lên cho nó thơm. Mình cho cơm vào mình chiên. Rồi mình xào khoảng là 2 hoặc là 3 phút cho cái phần gia vị này nè, nó ngấm đều vào những cái hạt cơm đó. Rồi lúc này mình đã trộn nó đều rồi,
Bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho cái phần cơm này nè nó nguội thẳng đi á, mình mới cho cái phần trứng vào cho nó tơi ra, nó không có bị vón cục lại. Rồi cơm lúc này mình đã để nó nguội hẳn rồi, bây giờ mình mới cho cái phần trứng vào đây mình trộn. Khi trứng và cơm trộn đều rồi á, bây giờ mình mới mở bếp nha. Làm như vậy á là cơm mình nó tơi ra, nó không có vón cục lại. Rồi khi mở bếp lên á thì mình tiếp tục mình xào nữa. Mình xào đến khi nào mà cho những cái hạt cơm này nó tơi lên, nó rời rạc ra là được đó các bạn. Và trong lúc này á thì mình để với mức lửa cho nó nhỏ thật nhỏ nha. Rồi cơm mình xào như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Khi tắt bếp á, thì trong cái phần cơm này á, còn độ nóng. Thì lúc này á, mình cho cái hành lá vào và mình trộn đều lên. Rồi rất là đơn giản, mình đã có được cái món cơm chiên trứng vừa ngon vừa đẹp mắt luôn. Món này á, làm rất nhanh, gọn và lẹ. Rất là thích hợp cho buổi ăn sáng, không có cầu kỳ và ít tốn thời gian lắm đó các bạn. Rồi mình cho ra đĩa mình dùng, cơm rất là tơi luôn. Nếu như mình dùng tương ớt được á, là mình cho một ít tương ớt lên nữa, thì cái món cơm chiên trứng của mình á, thêm phần hấp dẫn hơn. Và như vậy là mình vừa thực hiện xong cái món cơm chiên trứng rồi đó các bạn. Các bạn xem và thấy thích á, thì các bạn cũng có thể là cho mình một like và ấn nút đăng ký kênh để xem thêm những cái món ăn tiếp theo nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.